Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của CJ và tôi đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một dự án vô cùng thú vị. Vào cuối năm 2017, dự án chính thức ICO và sau khi ICO được khoảng tầm vài giờ, họ đã raise được con số lên tới hàng chục triệu đô và sau đó thì trở thành một cái hình mẫu không chỉ đối với các startup Việt Nam mà còn đối với rất nhiều các startup khác trên thế giới. Đến thời điểm hiện tại, họ cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người khi mà được niêm yết chính thức ở trên Coinbase. Và tôi đang muốn nói tới dự án Kyber Network. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có gần 3 năm trôi qua. 3 năm vừa qua thì Kyber Network đã làm được những gì, những thành tựu của họ ra sao. Và bên cạnh đó, năm 2020 này, Kyber cũng sẽ tiến hành một bản nâng cấp vô cùng quan trọng, sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi, lợi ích của rất nhiều các nhà đầu tư KNC và các dự án hợp tác với họ. Vậy bản nâng cấp này ra sao thì hãy cùng Hòa tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, bắt đầu thôi. Kyber là gì? Kyber Network là một giao thức cung cấp thanh khoản phi tập trung, giúp cho mọi token có thể sử dụng được ở bất cứ đâu. Là một trong những cái ý tưởng rất là đơn giản nhưng mà cũng vô cùng mạnh mẽ. Và Kyber Network giúp cho các token ở trên blockchain của Ethereum có thể dễ dàng trao đổi và sử dụng ở gần như mọi các ứng dụng phi tập trung mà không có sự tham gia của một bên thứ ba nào. Chúng ta có thể hình dung về cái cách thức hoạt động của giao thức như sau. Đó là các bên có token gọi là các contributor, ví dụ như là đội ngũ phát triển token này, các quỹ này, hoặc là các cá nhân có sở hữu nhiều token sẽ cung cấp thanh khoản vào trong giao thức thông qua các quỹ dự trữ. Và giao thức của Kyber sẽ kiểm tra và cung cấp cho bên mua là các bên taker token với cái tỷ giá tốt nhất sau khi mà họ đã tổng hợp tỷ giá từ tất cả các quỹ dự trữ. Và với giao thức này thì họ sẽ có những cái thế mạnh như sau. Đó là đầu tiên thì chạy hoàn toàn ở trên blockchain hay ta còn gọi là trên on-chain, cho phép các DApp có thể dễ dàng tích hợp với giao thức trong việc trao đổi token, thanh toán, quản lý tài sản cũng như một số các hoạt động khác. Bên cạnh đó thì với cái ưu điểm là hoạt động ở trên on-chain, đó là trên blockchain, thì mọi giao dịch đều được minh bạch và có thể dễ dàng xác thực ở trên sổ cái của blockchain. Và với cái thế mạnh mà khi có nhiều cái quỹ thanh khoản, các quỹ để cung cấp thanh khoản ở trong giao thức của Kyber, thì Kyber cũng đảm bảo một cái nguồn thanh khoản vô cùng dồi dào. Đó là đảm bảo tỷ giá tốt nhất bằng việc tổng hợp nguồn thanh khoản từ hơn 40 quỹ dự trữ. Và đến thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về quá khứ. Đã có gần 3 năm trôi qua và những thành tựu mà Kyber Network đã đạt được là gì? Mọi người cũng rất là tò mò đúng không? Đó là Kyber đã hợp tác và được hơn 90 dự án tích hợp Kyber Network. Và các cái dự án mà tích hợp Kyber thì cũng vô cùng đa dạng. Chúng ta có thể kể tới ví dụ như là các ví này, các ứng dụng DApp này, các ứng dụng DeFi và các cổng thanh toán. Và theo một cái báo cáo về DeFi từ Binance thì giao thức của Kyber Network là một trong những giao thức phổ biến nhất với nhiều người dùng nhất. Trong 90 các dự án đã hợp tác và tích hợp Kyber Network, chúng ta cũng có thể điểm tới những cái tên vô cùng tên tuổi ở trong ngành cryptocurrency. Đầu tiên là về ví đi. Chúng ta có thể kể tới ví dụ như là ví MyEther Wallet là một trong những cái ví Ethereum phổ biến nhất. Hay là thời gian gần đây cũng có rất nhiều anh chị em đang sử dụng ví Church Wallet đã được Binance mua lại gần đây. Hay như điện thoại Exodus của HTC cũng đã tích hợp Kyber Network. Và với các ví khi mà họ tích hợp Kyber ấy, là họ giúp cho người dùng của họ có thể trao đổi được các token LC20 ngay tại ví của mình. Chúng ta có thể kể tới các cái ứng dụng phi tập trung ví dụ như là ACA Infinity, Decentraland hay là các cái cổng thanh toán như là Hokmon hay là Edon cũng đã tích hợp Kyber Network. Và việc mà các cổng thanh toán tích hợp Kyber Network như thế này thì sẽ giúp cho người dùng của họ có thể mua được các cái sản phẩm khác nhau bằng các cái token mà họ sở hữu. Và đây cũng là một trong những yếu tố cho thấy rằng là Kyber Network đang trở thành một nhân tố quan trọng trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Nếu như nói tới các cái thành tựu của Kyber Network thì ta không thể không nhắc tới khối lượng tài sản đã giao dịch. Mọi người có thể xem khối lượng giao dịch mà Kyber Network đã xử lý trong thời gian qua ở bảng trên. Và Kyber liên tục có những kỷ lục tăng trưởng trong khối lượng giao dịch. Và mới chỉ vài ngày gần đây, chúng ta đã ghi nhận tổng số giao dịch của Kyber Network vượt qua con số là 1 tỷ đô. Và toàn bộ đều được thực hiện ở trên blockchain và hoàn toàn là volume thật.
Khi mà Hòa so sánh cái khối lượng giao dịch của Kyber Network với lại những cái khối lượng giao dịch của các cái nền tảng, các cái ứng dụng phi tập trung khác, thì volume của Kyber bao giờ cũng sẽ nằm trong hàng top. Đây cũng là một tin vui đối với lại những ai yêu thích tới dự án Kyber Network. Và không chỉ thế, Kyber Network còn có ý nghĩa rất lớn đối với các developer, khi mà Kyber sẽ cung cấp cho họ một bộ tài liệu kỹ thuật hết sức đầy đủ, bao gồm các hướng dẫn, các công cụ và các API. Như vậy thì sẽ giúp cho các bạn developer khi mà họ muốn xây dựng và tích hợp với nguồn thanh khoản của Kyber Network, thì gần như là các bạn developer đều có thể dễ dàng nghiên cứu và tự thực hiện một cách dễ dàng. Và nếu như bạn là fan của Kyber Network thì các bạn cũng sẽ biết tới một cái sản phẩm mang tên là Kyber Swap, một nền tảng giao dịch crypto do chính đội ngũ của Kyber phát triển trong thời gian qua. Với Kyber Swap, chúng ta có thể kể tới một số các tính năng vô cùng nổi bật, như là bạn chỉ cần nhập ví ETH vào hệ thống và sau đó thì có thể tiến hành bắt đầu giao dịch. Với Kyber Swap, bạn sẽ không cần phải mở tài khoản, không cần KYC, không cần ký quỹ, không cần nạp tiền. Hiện tại thì Kyber Swap đã giúp bạn có thể giao dịch được hơn 70 loại token ngay trên on-chain. Bên cạnh đó thì với Kyber Swap, bạn có thể đặt được limit order, xem được portfolio, xem được nhận cảnh báo giá. Và hiện tại thì có một tính năng khá là hay ho, khi mà mọi người có thể mua được Ethereum trực tiếp bằng fiat. Tính năng này mới gần đây cũng đã hỗ trợ cho thị trường Việt Nam. Và với Kyber Swap thì tôi sẽ có một cái video khác để review cũng như là hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cách chi tiết hơn và giúp các bạn một cách nhìn tổng thể hơn ở trong video tiếp theo. Vì thế nên là hãy chú ý và chờ đợi những video mới từ CJ nhé. Bên cạnh đó, cho năm 2020, Kyber Network sẽ ra mắt bản nâng cấp mang tên Catalyst, nhằm đem lại nhiều lợi ích và giá trị nhất cho hệ sinh thái phi tập trung. Và bản nâng cấp vô cùng quan trọng này sẽ phục vụ hai mục tiêu chính. Mục tiêu đầu tiên đó là biến Kyber Network thành điểm đến duy nhất cho các bên cung cấp cũng như sử dụng thanh khoản trong DeFi. Mục đích thứ hai đó là khuyến khích các bên chủ chốt và những người nắm giữ KNC chủ động tham gia đóng góp vào những quyết định quan trọng của hệ sinh thái Kyber. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách tăng quyền lợi cho các bên nắm giữ KNC và đặt họ vào trung tâm của mạng lưới Kyber thông qua việc vận hành KyberDAO, nơi mà mọi KNC holder sẽ cùng quyết định những yếu tố quan trọng trong tương lai của Kyber Network. Vậy thì Catalyst sẽ đem lại những cải thiện gì và ảnh hưởng tới những đối tượng nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đào sâu và tìm hiểu nhé. Yếu tố thay đổi lớn nhất với bản nâng cấp của Catalyst chính là tỷ lệ phân chia mức phí cho mạng lưới của Kyber Network. Kyber hiện đang trích 0.25% từ mỗi giao dịch trên hệ sinh thái của mình là mức phí, hay còn gọi là network fee. 70% của mức phí thu được sẽ được đốt đi, còn 30% còn lại sẽ được chuyển cho các DApp vì đã hỗ trợ giao dịch. Nhưng mà sau Catalyst thì mức phí thu được sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1 sẽ được trả thưởng cho những bên đã tham dự KyberDAO như phần thưởng. Phần thứ 2 sẽ được đốt đi và phần thứ 3 sẽ được thưởng cho các quỹ dự trữ. Và chính những KNC holder sẽ có thể stake KNC của mình thông qua KyberDAO để quyết định cái tỷ lệ này sẽ được phân chia như thế nào. Điều này khiến cho họ trở thành cái nhân tố tối quan trọng của hệ sinh thái, quyết định tương lai phát triển của Kyber Network. Việc KNC sẽ được stake và vote cũng như đốt đi sẽ làm tăng trưởng giá trị của KNC token, và đây là một điểm càng có lợi cho các KNC holder. Hòa sẽ quay lại phân tích tại sao Catalyst sẽ làm tăng giá KNC trong ít phút nữa nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về cái sự ảnh hưởng tới ba đối tượng chính trong hệ sinh thái của Kyber khi mà nâng cấp cái bản nâng cấp Catalyst này nhé. Đầu tiên đó là các KNC holder. Thứ hai sẽ là các quỹ dự trữ cung cấp thanh khoản cho Kyber, là các contributor mà Hòa đã kể ở trên khi mà nói về phương thức của Kyber Network. Và đối tượng thứ ba là các ứng dụng phi tập trung, các DApp, các cổng kết nối giúp cho người dùng trực tiếp tham gia và sử dụng giao thức của Kyber. Trước hết, chúng ta sẽ nói về KNC holder. Thì lúc trước Hòa có nói KNC holder khi mà tham gia stake và nắm quyền vote về tỷ lệ phân chia network fee, Catalyst sẽ hỗ trợ cho quá trình vote bằng cơ chế staking mới với đồng KNC. Bằng việc nắm giữ KNC token, mọi người có thể tham gia biểu quyết trong KyberDAO và các holder sẽ nhận được phần thưởng trích từ phí thu được của mạng lưới. Tham gia vào KyberDAO và biểu quyết những thay đổi quan trọng, đây cũng chính là cái cách đưa KNC holder trở thành trung tâm của hệ sinh thái Kyber Network. Vậy nên, ngoài việc nhận thưởng khi tham gia stake KNC, mọi người còn được trao quyền quyết định những hướng đi tiếp theo của cả giao thức. Đối tượng thứ hai sẽ được ảnh hưởng trực tiếp, đó chính là các quỹ dự trữ.
Sau Catalyst, một phần phí thu được của mạng lưới sẽ được trích ra để trả lại cho quỹ dự trữ dựa trên số lượng giao dịch và tổng khối lượng giao dịch mà họ tạo ra trong mạng lưới. Trong kinh tế truyền thống, đây là một phương pháp mà anh em mình vẫn hay biết, đó là chiết khấu hay là giảm giá. Và với cơ chế này thì Kyber sẽ thu hút được nhiều quỹ dự trữ tham gia hơn. Và khi có nhiều quỹ dự trữ hơn, tính thanh khoản của Kyber Network cũng sẽ tăng lên trong tương lai. Đối tượng thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chính là các DApp. Thì với Catalyst, họ sẽ bỏ đi cái mô hình chia sẻ lợi nhuận cũ. Thay vào đó, các DApp sẽ được hoàn toàn quyết định đưa ra mức phí spread tùy thuộc vào chính họ. Với điều này, các DApp sẽ tự căn chỉnh mức spread sao cho có thể vừa lấy được lợi nhuận hiệu quả, lại vừa giữ được chân người dùng với rate phù hợp. Bản nâng cấp Catalyst cũng sẽ hướng tới việc tăng giá trị và tính utility của token KNC. Hiện tại, chỉ có các quỹ dự trữ tham gia vào hệ thống của Kyber mới sử dụng KNC để trả phí cho hệ thống. Với những người dùng thông thường như chúng ta, thì việc giữ KNC chỉ nhằm trade hoặc là hold và ngồi hy vọng vào giá trị KNC tăng trưởng để có thể thu được lợi nhuận. Nhưng mà với Catalyst thì nhiều thứ sẽ thay đổi. Như trên Hoàng đã nói, KNC giờ sẽ được stake để biểu quyết tỷ lệ trả thưởng cho những người tham gia Kyber DAO, tỷ lệ KNC được đốt, cũng như chiết khấu cho các quỹ dự trữ. Với việc mọi người hold và stake KNC để vận hành và vote trong Kyber DAO, họ sẽ nhận được một phần lợi nhuận trích từ phí thu được của mạng lưới. Càng stake nhiều KNC, vote càng nhiều chiến dịch thì phần thưởng họ nhận được càng nhiều. Cơ chế nhận thưởng này cũng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, khiến lượng KNC holder tăng lên. Và khi có nhiều KNC holder mới thì lượng KNC được stake và lock lại sẽ cao hơn, giúp giá của KNC tăng trưởng hơn nữa. Ngoài ra, như chúng ta đã biết, đốt token là cách mà KNC holder có thể kiếm được nhiều lợi nhuận từ sự tăng giá về lâu về dài, và điều này đem lại lợi ích cho mọi KNC holder dù họ có tham gia vận hành Kyber DAO hay không. Vậy thì Kyber DAO sẽ hoạt động như thế nào? Cách thức hoạt động của nó cũng khá là đơn giản. KNC holder sẽ được stake KNC của mình để tham gia vote vào các chiến dịch trên Kyber DAO. Mỗi chiến dịch sẽ chứa một số lựa chọn về tỷ lệ phân chia mức phí của hệ thống. Mỗi chu kỳ để vote sẽ rơi vào khoảng 2 tuần và team Kyber định nghĩa khoảng thời gian này là một epoch. Bạn stake càng nhiều và tham gia càng đầy đủ các chiến dịch trong nhiều epoch thì tỷ lệ phần thưởng của bạn càng cao. Tuy nhiên, nếu như bạn stake mà không tham gia vote vào các chiến dịch thì bạn sẽ không nhận được phần thưởng. Vậy nên, việc phải nhớ thời gian để thường xuyên lên Kyber DAO và vote sẽ không dễ với lại một số anh chị em bận rộn. Thì chính vì vậy, Kyber cũng có cung cấp một phương án nữa là anh chị em hoàn toàn có thể biểu quyết cái phiếu vote của mình cho một bên thứ ba, ví dụ như là KNC Staking Pool trên Binance chẳng hạn. Sau đó thì bên thứ ba sẽ vote các chiến dịch, nhận thưởng từ hệ thống và gửi lại cho mọi người phần thưởng theo tỷ lệ mà hai bên đã thỏa thuận ngay từ ban đầu. Trong thời gian đầu, Kyber DAO sẽ vote về tỷ lệ chia phí của hệ thống. Như đã được nói ở bên trên, thì KNC holder sẽ vote về tỷ lệ trả thưởng cho các bên tham gia Kyber DAO, tỷ lệ đốt KNC và tỷ lệ chiết khấu cho quỹ dự trữ. Hoặc sẽ lấy một ví dụ nhỏ là trong một epoch, nghĩa là 2 tuần, Kyber Network sẽ thu được phí vận hành mạng lưới là 100 ETH, thì mọi người sẽ cùng nhau vote xem là có bao nhiêu phần trăm của 100 ETH này sẽ gửi cho những người tham gia Kyber DAO, có bao nhiêu phần trăm sẽ được mang đi đốt và bao nhiêu phần trăm dùng để chiết khấu cho quỹ dự trữ. Như vậy thì quyết định của người tham gia Kyber DAO rất là quan trọng, vì nếu như họ vote để chính mình nhận được phần thưởng lớn thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái tỷ lệ đốt token để thúc đẩy tăng trưởng giá trị KNC về lâu dài, hoặc là làm giảm tỷ lệ chiết khấu mà các quỹ dự trữ và các bên cung cấp thanh khoản được nhận. Như thế thì sẽ làm giảm tính cạnh tranh cho các quỹ, khiến họ không hào hứng tham gia đóng góp cho Kyber bị ít đi trong tương lai. Vậy nên dần dần, khi các KNC holder quen hơn với cách thức vận hành của Kyber DAO, mọi người cũng sẽ cần nghĩ kỹ, chọn lọc để vote tỷ lệ sao cho phù hợp và hiệu quả để cả hệ thống được vận hành chân chu, giúp ai tham gia vào hệ sinh thái của Kyber Network cũng được hưởng lợi. Và khi tham gia vote, mọi người cũng sẽ yên tâm vì Kyber DAO hoàn toàn minh bạch. Mọi thành phần hoạt động dựa trên blockchain sẽ được Kyber DAO áp dụng, như là kết quả vote, tỷ lệ trả thưởng hay là kể cả giao dịch trả thưởng. Điều này sẽ làm đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng kiểm tra của hệ thống Kyber DAO. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại sự tăng trưởng của KNC trong thời gian qua. Hãy cùng Hòa lên trên CoinMarketCap để xem nhé. Cùng nhìn lại giá đáy của năm 2019 thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó rơi vào tầm là hơn 0.1 đô.
Và đến thời điểm hiện tại mà khi Hoàng làm video này thì giá KNC đang có giá là hơn 1.13 đô. Đã có sự tăng trưởng rất tốt trong năm 2020 này. Và với cái bản nâng cấp Catalyst, Hòa tin là giá trị của KNC sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Sắp tới Hòa cũng sẽ làm nhiều video về KBN Network để cập nhật thêm cho mọi người về những thông tin liên quan tới dự án. Với video ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhìn lại một chặng đường mà KBN Network đã qua, cùng nhìn lại những thành tựu và những sản phẩm mà team đang xây dựng, và bên cạnh đó cập nhật một bảng nâng cấp quan trọng với giao thức KBN Network trong năm 2020 này. Như mọi khi, tất cả những video từ CJ nhằm mục đích hướng dẫn, thao tác và thông tin, không được xem là lời khuyên đầu tư. Mọi người nhớ like và subscribe để nhận được nhiều video hữu ích hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.